Theo bản tin COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cập nhật lúc 6 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021, trong 24 giờ qua, Bạc Liêu ghi nhận 250 trường hợp có kết quả real-time PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm giảm 40 ca, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng 57 ca so với ngày trước. Cụ thể, 153 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, trong đó 91 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Trong đó xã Vĩnh Trạch Đông 13 trường hợp, phường 1 1 trường hợp, phường 2 5 trường hợp, phường 5 57 trường hợp, phường 7 13 trường hợp, phường 8 2 trường hợp, hiện đang điều tra truy vết. 31 trường hợp tại địa bàn huyện Đông Hải phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Trong đó xã Long Điền Đông 12 trường hợp, xã Long Điền 15 trường hợp, xã Long Điền Đông A 1 trường hợp, xã Long Điền Tây 2 trường hợp, xã Định Thành 1 trường hợp, hiện đang điều tra truy vết. 18 trường hợp tại địa bàn thị xã Giá Rai phát hiện qua truy vết các trường hợp có liên quan đến chuỗi lây nhiễm của công ty Tấn Khởi, công ty Châu Bá Thảo, công ty thủy sản F89 và tầm soát cộng đồng, hiện đang điều tra truy vết. 6 trường hợp tại huyện Hồng Dân phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trong đó xã Ninh Quế A 1 trường hợp, xã Vĩnh Lộc A 5 trường hợp, hiện ghi nhận 18 trường hợp F1. 4 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu phát hiện thông qua bệnh nhân đến khám và được sàng lọc trước khi vào bệnh viện. Trong đó phường 3, thành phố Bạc Liêu 3 trường hợp, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải 1 trường hợp. Hiện tại ghi nhận 32 trường hợp F1. 2 trường hợp tại Bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Bạc Liêu phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trước khi vào bệnh viện. Trong đó khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu 1 trường hợp, ấp Xẻo Lá, Châu Hưng, Vĩnh Lợi 1 trường hợp. Hiện tại ghi nhận 12 trường hợp F1. Một trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, thường trú tại ấp Dòng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, hiện đang điều tra truy vết. 61 trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, 21 trường hợp tại huyện Hòa Bình liên quan đến các bệnh nhân dương tính ở cộng đồng trước đó, hiện đang điều tra truy vết. 20 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu liên quan đến các bệnh nhân dương tính ở cộng đồng trước đó, hiện đang điều tra truy vết. 10 trường hợp tại thị xã Giá Rai liên quan đến công ty Tấn Khởi, công ty Châu Bá Thảo, hiện đang điều tra truy vết. 5 trường hợp tại huyện Phước Long liên quan đến các ca bệnh trước đó, hiện tại ghi nhận 18 trường hợp F1. 2 trường hợp là cán bộ phục vụ tại các khu cách ly tập trung, trong đó thị xã Giá Rai 1 trường hợp, thành phố Bạc Liêu 1 trường hợp, hiện đang điều tra truy vết. 1 trường hợp tại huyện Hồng Dân là F1 của bệnh nhân 911209, hiện tại ghi nhận 2 trường hợp F1. 1 trường hợp là nhân viên khu thu dung và điều trị số 1 Bạc Liêu, hiện đang điều tra truy vết. 1 trường hợp là nhân viên y tế tại khu điều trị COVID-19 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình, hiện đang điều tra truy vết. 34 trường hợp ghi nhận tại các khu phong tỏa, 20 trường hợp tại huyện Đông Hải liên quan đến các bệnh nhân dương tính ghi nhận ở cộng đồng trước đó, hiện đang điều tra truy vết. 7 trường hợp tại huyện Phước Long liên quan đến các ca bệnh ghi nhận trước đó, hiện đang điều tra truy vết. 4 trường hợp tại huyện Hồng Dân là F1 của bệnh nhân 918389, hiện đang điều tra truy vết. 3 trường hợp trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu liên quan đến các ca bệnh ghi nhận trước đó, hiện đang điều tra truy vết. 2 trường hợp về từ các tỉnh thành phố ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, gồm huyện Phước Long 1 trường hợp về từ Bình Dương, huyện Vĩnh Lợi 1 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong 250 trường hợp trên, có 60 trường hợp dưới 18 tuổi. Như vậy, số ca nhiễm bệnh lũy kế đến nay 4.480, nhập cảnh 52, trên địa bàn tỉnh 4.428, số ca mắc mới 250, số ca đang điều trị 3.210, tử vong mới 3 ca, lũy kế tử vong 35 ca, số ca bình phục trong ngày 59 ca, lũy kế đến nay 1.235 ca. Truy vết tiếp cận 24 giờ qua, chuyển cách ly tập trung 90, chuyển cách ly tại nhà 93, real-time PCR dương tính 250, lấy mẫu thường quy 3.488, test nhanh sàng lọc cộng đồng 8.068, đang cách ly tập trung 3.094, trường hợp F1 2.141, về từ vùng dịch 953, đang cách ly tại nhà 2.160, tiêm vaccine COVID-19 trong ngày mũi 1 27.428, mũi 2 1.336, lũy kế đến nay mũi 1 490.121, mũi 2 107.376. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, bà con nên hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết và thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân mình và mọi người xung quanh.
và tiêm vaccine khi đến lượt mình.